Chào tất cả các bạn Các bạn có biết rằng hơn 40% các vấn đề về da liễu ở trên thú cưng là do ký sinh trùng gây ra Về giận và bọ chết không những khiến cho thú cưng ngứa gãi và lở loét trên da mà còn có thể lây từ cơ thể thú cưng sang cơ thể người dẫn đến một tình trạng viêm da dị ứng và nổi mẩn đỏ Tình trạng này sẽ đặc biệt nguy hiểm ở những người có làn da nhạy cảm ví dụ như trẻ em và người già Và mình là bác sĩ Trung Giám đốc bệnh viện thú y Eravet với gần 10 năm kinh nghiệm trong công tác cấp cứu và điều trị thú cưng ở video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 biện pháp để diệt bọ chết nhanh, hiệu quả và an toàn. Mình có một lưu ý nhỏ đó là biện pháp này thì phù hợp với các bạn thú cưng trên 2 tháng tuổi. Lần trước mình đã làm một video chia sẻ các biện pháp diệt bọ chết ở những bạn thú cưng dưới 2 tháng tuổi. Chính vì vậy nếu như thú cưng của các bạn dưới 2 tháng tuổi thì hãy xem lại video đó nhé. Và link của video mình để ở phần comment. Còn nếu như thú cưng của các bạn trên 2 tháng tuổi thì đây chính là video dành cho các bạn. Và bây giờ thì mình vào nội dung của video nhé. Trước khi đi vào các biện pháp để diệt ve giận bọ chét thì mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn những mẹo để giúp cho các bạn phát hiện thú cưng có bị ve giận bọ chét hay không. Vì nếu như thú cưng của bạn chỉ mới mắc ve giận bọ chét thì số lượng của chúng sẽ ít và các bạn sẽ khó phát hiện. Tuy nhiên nếu như các bạn không phát hiện sớm thì số lượng của ve giận bọ chét lại nhân lên rất là nhanh trong vòng một tuần. Mẹo số 1, thường xuyên vuốt ve thú cưng và vạch lông kiểm tra. Đây là mẹo mà giúp cho các bạn có thể phát hiện sớm ve giận bọ chết và các tổn thương ở trên da thú cưng. Mẹo số 2, tắm cho thú cưng từ 1 đến 2 lần một tuần. Đây là một biện pháp mà vừa giúp cho các bạn phòng bệnh, vừa giúp cho các bạn có thể phát hiện sớm nếu như thú cưng của các bạn mắc ve giận bọ chét Vì khi tắm, ve giận và bọ chét sẽ bò ra khỏi cơ thể thú cưng và chúng sẽ nổi lên trên bề mặt nước giúp bạn dễ dàng phát hiện được. Mẹo số 3, chải lông cho thú cưng từ 1 đến 2 lần một tuần. Đây là một biện pháp rất phù hợp với các bạn thú cưng lông dài, ví dụ như mèo anh lông dài, mèo ba tư. Các bạn chó như poodle, fox sóc. Biện pháp này sẽ giúp cho các bạn thú cưng vừa đỡ dối lông lại vừa có thể phát hiện sớm ve giận bọ chét. Vì khi các bạn trải lông nếu như có ve giận bọ chét thì chúng sẽ bị mắc lại ở trên lược giúp các bạn dễ dàng phát hiện được. Nếu như các bạn áp dụng ba mẹo ở trên một cách thường xuyên như một thói quen thì sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng phát hiện sớm ve giận bọ chét trên cơ thể thú cưng cũng như là các bệnh da liễu khác, ví dụ như nấm hay viêm da nhiễm quẩn để có thể điều trị bệnh sớm khi bệnh còn nhẹ. Và bây giờ thì mình vào nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. 5 biện pháp để điều trị ve giận bọ chết nhanh, hiệu quả và an toàn Cách số 1, sử dụng sữa tắm trị ve giận bọ chét Đây là một biện pháp mà cho hiệu quả khá là nhanh Tuy nhiên khuyết điểm của nó là không thể diệt được bọ chết hết toàn bộ 100% ngay trong lần đầu tiên Các bạn cần phải tắm thường xuyên cho thú cưng từ 1 đến 2 lần một tuần Và lặp đi lặp lại trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tháng Và theo kinh nghiệm của mình, để tắm cho thú cưng được hiệu quả cao nhất Các bạn hãy ủ bọt xà phòng trên da thú cưng trong vòng 5 phút sau khi tắm xong thì các bạn hãy sấy khô lông cho thú cưng và dùng lược chải lông cho thú cưng thêm một lần. Vì khi các bạn dùng lược để chải lông cho thú cưng thì các bạn sẽ giúp loại bỏ được những cái con ve giận và bọ chét bám rất là chặt trên da mà khi tắm mà mình chưa loại bỏ được. Số 2, sử dụng thuốc xịt ve giận bọ chét. Đây là một biện pháp mà có ưu điểm là có tác dụng nhanh ngay trong lần đầu tiên. Để lựa chọn được sản phẩm thuốc có hiệu quả cao nhất, các bạn hãy chọn loại thuốc mà có tác dụng diệt được cả ký sinh trùng trưởng thành lẫn ấu trùng của chúng. Tuy nhiên biện pháp này lại có hai nhược điểm. Nhược điểm đầu tiên đó là thú cưng có nguy cơ bị ngộ độc nếu như là liếm phải một lượng lớn thuốc. Và nguy cơ thứ hai đó là một số bạn thú cưng có cơ địa mẫn cảm thì có thể sẽ bị dị ứng khi sử dụng thuốc này. Và theo kinh nghiệm của mình để cho an toàn nhất thì trước khi xịt thuốc các bạn hãy đeo loa chống liếm cho thú cưng. Và nếu như mà cần xịt thuốc lên khu vực đầu mặt thì các bạn đừng xịt thuốc trực tiếp mà hãy xịt thuốc vào bông, sau đó lấy bông để lau lên khu vực đầu mặt của thú cưng. Và để tránh nguy cơ bị dị ứng thì khi sử dụng lần thuốc lần đầu tiên các bạn chỉ xịt một lượng nhỏ thuốc thôi và để quan sát thêm thú cưng trong vòng khoảng 15 đến 20 phút có hiện tượng dị ứng ngứa gãi gì không và nếu như thú cưng hoàn toàn bình thường thì lần sau các bạn sẽ xịt với một lượng thuốc lớn hơn cách số 3 sử dụng vòng cổ trị ve dặn bọ chép có rất là nhiều loại vòng cổ trên thị trường một số loại thì tác dụng khá là hạn chế chỉ diệt được bọ chét ở quanh khu vực vòng cổ thôi nhưng có một số loại chất lượng cao thì lại có tác dụng xua đuổi và diệt bọ chét trên toàn bộ cơ thể để lựa chọn được loại sản phẩm mà phù hợp với thuốc cưng của mình cũng như là có hiệu quả cao thì các bạn hãy liên lạc với bác sĩ thú y để được tư vấn chi tiết. Và theo kinh nghiệm của mình, khi đeo vòng cổ cho thuốc cưng thì các bạn hãy sử dụng hai ngón tay để luồn bên dưới vòng cổ để kiểm tra xem trong vòng cổ thì nó có bị chặt quá hay không và có bị lỏng quá hay không. Và khi đeo vòng cổ xong thì các bạn hãy lưu ý giúp mình đó là phải cắt đi cái phần vòng cổ thừa để tránh thú cưng cắn gặm cái phần thừa đấy. Và cái phần vòng cổ thừa thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho các bạn thú cưng khác. Và một lưu ý khác nữa đó là khi tắm cho các bạn thú cưng mà đeo vòng cổ thì các bạn cần phải tháo vòng cổ ra để tránh cho cái vòng cổ đấy gặp nước thì sẽ bị mất đi tác dụng. Và cái sản phẩm này thì có một cái khuyết điểm đó là nếu như thú cưng của các bạn mà bị ít ve ra bọ chét thì nó rất hiệu quả. Nhưng nếu như số lượng bọ chét mà trên cơ thể đã quá nhiều rồi thì cái biện pháp này thì không còn hiệu quả nữa mà các bạn phải sử dụng các sang các biện pháp khác. Cách số 4. Sử dụng thuốc nhỏ gáy hoặc viên nhai trị ve giận bọ chét. Đây là phương pháp được đánh giá là có hiệu quả tốt nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại cũng như là được phương pháp được áp dụng nhiều nhất hiện nay phương pháp này thì có 3 ưu điểm ưu điểm đầu tiên đó là có thời gian bảo hộ lâu từ 1 đến 3 tháng tùy thuộc vào môi trường xung quanh ưu điểm số 2 phương pháp này có tác dụng rất là nhanh có hiệu quả trong vòng từ 24 đến 48 tiếng sau khi sử dụng thuốc và ưu điểm số 3 đó là rất an toàn có thể lặp đi lặp lại sử dụng nhiều lần trong một năm với sản phẩm nhỏ gáy thì tùy thuộc vào từng loại nhỏ gáy, một số loại sẽ yêu cầu bạn cần phải nhỏ vào nhiều vị trí trên cơ thể thú cưng. Có một số loại khác lại yêu cầu bạn chỉ cần nhỏ vào vị trí gáy cổ và giữa hai xương bả vai là được. Để biết được cách sử dụng tốt nhất cũng như để đạt hiệu quả cao nhất thì các bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và xin lời khuyên từ bác sĩ thú y. Và theo kinh nghiệm của mình, để thuốc có hiệu quả cao nhất thì các bạn nên kiêng tắm cho thú cưng trước khi nhỏ gáy 2 ngày và sau khi nhỏ gáy xong thì các bạn hãy kiêng tắm cho thú cưng ít nhất 5 ngày để bảo đảm thời gian bảo hộ của thuốc cũng như để đảm bảo hiệu quả trong những ngày ngày đầu tiên sản phẩm viên nhai chỉ dẫn thì hiện tại chỉ có thể áp dụng được cho chó chứ chưa có sản phẩm dành cho mèo sản phẩm này thì có ưu điểm hơn so với nhỏ gáy đó là không cần phải kiêng tắm giống như nhỏ gáy và thứ hai nữa sản phẩm này có hiệu quả ngang bằng hoặc thậm chí là tốt hơn so với nhỏ gáy là vì nó không bị chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố từ môi trường bên ngoài ví dụ như là kỹ thuật nhỏ gáy hay là cũng không sợ bị mất tác dụng của thuốc khi thu cương bị ướt lông cách số 5 các biện pháp dân gian mình sẽ chia sẻ với các bạn một số biện pháp dân gian mà có thể có hiệu quả trong việc diệt ve dặn bọn chét thì biện pháp số 1 đó là các bạn có thể trải lông cho thú cưng bằng lược mà các bạn có tẩm giấm táo hoặc là nước cốt chanh biện pháp số 2 đó là các bạn tắm cho thú cưng bằng nước lá xoan và biện pháp số 3 đó là các bạn có thể là thử bôi lên lông của thú cưng tinh dầu ảnh hương hoặc là giấm táo và các biện pháp này thì hiện tại này chưa được kiểm chứng về hiệu quả cũng như là độ an toàn thì chính vì vậy là lời khuyên của mình đó là các bạn không nên áp dụng nó chỉ trừ khi các bạn ở xa trung tâm và không thể áp dụng được các biện pháp mình liệt kê ở trên. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và share video. Và nếu như muốn nhận thêm các thông tin về chăm sóc và điều trị bệnh cho thú cưng, thì các bạn hãy subscribe kênh và follow fanpage của mình nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bạn.